Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình. Và thưa quý vị, khi mà nói đến những cái quốc gia mà có cái nạn tham nhũng rồi chính phủ tệ hại thì không thể nào không nhắc đến Mexico. Bởi vì chúng ta cũng biết là chính quyền ở đây đó, chính các nhà lập pháp mà kể cả những người làm ở trong cảnh sát này nữa thì đa số đều là bảo kê cho các băng nhóm tội phạm. Bởi vì những cái người làm trong chính quyền này nếu không theo chúng thì cuối cùng cũng sẽ bị những cái băng nhóm tội phạm này chúng ám sát cho đến chết. Cho nên là ở cái quốc gia này đó, cái việc mà chính quyền tham nhũng rồi băng đảng hoành hành nó không có chuyện gì lạ, nhưng mà hậu quả đó là ký giả ở cái quốc gia này bị giết được xem là nhiều nhất ở trên thế giới. Chỉ trong vòng có một tuần qua thôi thưa quý vị, 3 người ký giả ở Mexico đã bị giết chết bởi băng đảng. Mà người mới nhất, đây là nữ ký giả có cái tên là Lourdes Lopez. Bà mới bị giết vào tối hôm Chủ nhật ở tại một cái thành phố gần biên giới với Tijuana. Thì được biết là bà Lopez đó, trước khi mà chết, bà đang đi tìm hiểu về những cái vấn đề ăn hối lộ của chính quyền địa phương ở tại Tijuana. Và đặc biệt đó là vào năm 2019 thưa quý vị, bà đã lập ra một cái tổ chức Human Rights gọi là Article 19, chuyên viết về những cái tình trạng ký giả và những nhà đấu tranh cho nhân quyền ở đất nước này bị băng đảng đe dọa, rồi những cái vụ mà tham nhũng của chính quyền. Và năm 2019 trong một cái buổi mà gặp gỡ với lại ông Tổng thống Obrador, chính bà cũng nói rằng bà cần, cái tổ chức của bà cần được sự bảo vệ của chính phủ, bởi vì liên tục tất cả các thành viên bị băng đảng đe dọa, và kể cả những cái chính trị gia mà đang bị tổ chức này điều tra đó thì cũng ngấm ngầm đe dọa bà là không được viết bài nữa. Thì nhưng mà lúc đó ông Tổng thống Obrador đã không có làm gì để mà bảo vệ cho bản thân bà hoặc là cái tổ chức Article 19 này hết. Thì đặc biệt đó, theo như các tờ báo truyền thông ở Mỹ cho biết là họ nghi ngờ bà bị ám sát, bà bị bắn chết ở khi đang ngồi ở trong chiếc xe thưa quý vị. Phía cảnh sát nói rằng khi họ nhận được tin đến lúc 7 giờ tối ngày Chủ nhật đó, là thi thể của bà bị bắn từ ở trên mặt, trên đầu đầy hết khắp người. Khi mà họ đến, bà đã tắt thở rồi. Thì bây giờ báo chí họ nghi ngờ là có thể cái công việc của bà đó là bà, bởi vì bà vừa mới thưa kiện với một cái nhân vật rất là quyền lực ở tại Tijuana. Được biết là cái ông này tên là Jamie Bonilla thưa quý vị. Ông này từng sở hữu một cái đài truyền hình, nhưng mà sau đó ông đã tham gia vào chính trường khi mà đã ra tranh cử thành công với cái tư cách là ứng cử viên của đảng Morena, và đây cũng là đảng cầm quyền của ông Tổng thống Obrador nữa. Thì bây giờ cái ông Bonilla đó, ông đã được đắc cử thành thống đốc của tiểu bang Baja California vào năm 2019. Thì bà nữ ký giả này đó có một cái vấn đề kiện tụng với ông Manolo này, và trước khi mà bà bị bắn chết đó, bà vừa mới thắng cái đơn kiện. Thì bây giờ báo chí ở tại Mexico họ nghi ngờ là có thể vì cái đơn kiện này tranh chấp, và cũng vì những cái việc mà điều tra cái ông Manolo này, mà có thể bà đã bị thanh trừng. Và nhân tin tức này, chúng tôi chuyển sang cái tin hồi nãy có đề cập đến cái chỉ số minh bạch và tham nhũng đó. Mexico được xếp hạng tệ hại 31 điểm mà thôi.
Nếu dùng Việt Nam đứng ở giữa 39 điểm thì Mexico được có 31 nữa. Liên quan đến vấn đề mà hối lộ tham nhũng, nếu mà quý vị sang Mexico mà bị cảnh sát chặn lại, thường là họ nhìn thấy mặt để mà du khách vân vân là họ chặn lại, gây khó dễ nhất là vào ban đêm, trả tiền hối lộ là xong. Và nếu mà so sánh, Thái Lan có 35 điểm thôi, Thái Lan còn tệ hơn Việt Nam về chỉ số minh bạch và tham nhũng nữa. Quay sang Ukraine ngày hôm nay, sau khi mà nhận tin bên phía Bộ Ngoại giao ra lệnh cho nhân viên tòa đại sứ ở thủ đô Kiev nên rút khỏi tòa đại sứ đó, thì chính phủ Ukraine ngày hôm qua và kể cả ngày hôm nay nữa cũng lên tiếng là trấn an mọi người, và họ nói rằng xem ra cái chuyện mà mặc dù là Nga dồn quân điều động cả hàng trăm ngàn quân đến biên giới với Ukraine, nhưng mà họ thấy những cái chuyển động về quân sự đó chưa có việc mà tuyên chiến, chưa có. Cho nên họ nói không có như là bên phía Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới lo ngại. Và vì vậy họ trấn an người dân. Tuy nhiên bên phía Hoa Kỳ khi mà họ chuyển số viện trợ về vật cụ cung cấp cho Ukraine này, Ukraine cũng đã nhận cái số hàng này. Cho đến giờ phút này thì tình trạng có căng thẳng đúng, nhưng mà bên phía Ukraine họ nói chưa có nã pháo đầu tiên, bắn viên đạn đầu tiên từ phía Nga, và họ không nghĩ rằng cái chuyện mà chiến tranh mặc dù nó có căng thẳng đó, nhưng mà Nga có thể xâm lăng Ukraine vào thời điểm này. Nga cũng đã khẳng định trong thời gian qua đó là họ không có ý đồ là sẽ xâm lược Ukraine. Họ muốn vấn đề ngoại giao, họ muốn những cái yêu sách để yêu cầu Hoa Kỳ, NATO không đón nhận Ukraine và các thành viên trong khối liên bang Xô Viết cũ làm thành viên của NATO. Nhưng mà cái tiến trình thảo luận vẫn đang còn diễn ra mà, cho nên họ không có khẳng định, mặc dù cũng muốn dùng cái áp lực về chiến tranh đối với Hoa Kỳ và quốc tế. Một bản tin đã được đưa ra từ hôm cuối tuần nhưng mà đến ngày hôm nay cũng tạo ra mối quan ngại, thưa quý vị, đó là liên quan đến con khỉ. Một chiếc xe tải chở 100 con khỉ, và loại khỉ này đặc biệt được sử dụng trong phòng thí nghiệm để tìm hiểu bệnh có thể gây hại, và trong các cuộc xét nghiệm liên quan đến của các hãng dược phẩm. Từ Pennsylvania trên con đường xa lộ xuyên bang chuyển tới Florida, không biết vì lý do nào tài xế lạc tay lái và ủi gây tai nạn. Chiếc xe thùng đã bị vỡ và các con khỉ này sổng chuồng. May mắn là nhân viên đã bắt kịp, tuy nhiên vẫn còn 3 con khỉ. Có thể đến giờ phút này họ, một là không bắt được đó, thì họ cũng bắn cho chết, bởi vì có thể là chúng mang theo mầm bệnh. Một người đi đường lái phía sau chiếc xe tải này dừng lại để hỗ trợ, để mà bắt những cái con khỉ này vào trong chuồng đó, thì cô gái này có nói cái tay của cô đụng vào cái thành chuồng, thì khi mà về nhà nó cô cảm thấy có một cái gì đó khó chịu ghê gớm như thường, ngứa rồi lên, cảm thấy khó chịu, cô sợ quá, cô đến để mà xin được chích và chích phòng bệnh. Đến giờ phút này thì bản tin nói rằng các con khỉ này đã được kiềm chế, không sao hết cho công chúng. Và thưa quý vị, theo như một cái tổ chức mà họ chuyên thu thập những cái vụ mà bị khi mà người đi bơi ở các bãi biển ở xung quanh Hoa Kỳ đó mà bị cá mập tấn công, cho thấy là vào năm 2021 những cái vụ mà bị cá mập tấn công nó lại tăng. Sau một năm những cái vụ này đã được giảm xuống. Thì chúng ta cũng nhớ là vào năm 2020 đó là cả thế giới chỉ có 52 vụ thôi, nhưng mà bởi vì lý do đại dịch tức đa số các bãi biển đóng cửa cho nên là những cái vụ tấn công nó giảm. Nhưng mà riêng năm ngoái, năm 2021 đó, thì kinh tế mở cửa trở lại vân vân, du khách đi du lịch, thì đã ghi nhận là 73 vụ tấn công trên toàn thế giới.
giới, mà riêng ở Florida là nhiều nhất ở Hoa Kỳ này thưa quý vị, 28 vụ. Đây là những cái vụ mà unprovoked, nghĩa là không phải do người họ chọc cái con cá mập, mà tự dưng đang bơi thì cá mập nó nhảy lên nó tấn công thôi quý vị. Thì mà trong 28 vụ ở Florida thì hết 17 vụ là nằm ở tiểu bang xin lỗi quý vị, ở quận Volusia, ở đó có cái Daytona Beach, cho nên là cái cơ quan này họ đưa ra cái số liệu này để mọi người cẩn thận, đặc biệt là ở tiểu bang Florida. May quá Thảo Yên không thích tắm biển, không sợ bị cá mập cắn. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com và nếu vào trong YouTube nhớ nhấn nút subscribe quý vị nha. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.